Xin chào các bạn, mình là Quỷ Cốc Tử đây. Một kẻ dành cả một cuộc đời say mê với cái hạnh phúc lang thang. Mình thích cái cảm giác tận hưởng ánh sáng mặt trời, nằm nghe những con sóng vỗ. Cái cảm giác mà mình thấy mình càng lúc càng nhỏ bé và nhỏ bé hơn. Nhưng mà mình vẫn hiện hữu và sẽ là duy nhất. Bạn có nghe tiếng sóng không? Hãy tận hưởng một chút thanh âm tuyệt vời của đại dương nhé. Đấy, bạn đã cảm nhận được một điều rất là thú vị rồi. Và bây giờ thì mình hãy quay lại hành trình nha. Nhận lời đề nghị thú vị từ Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN tại Việt Nam, thế là mình đã xách ba lô lên và đến với mảnh đất miền Trung đầy nắng gió ở Tuy Phong, Bình Thuận. Rồi mình đặt chân lên một con tàu để thẳng tiến ra Cù Lao Câu, nơi mà có một bình nguyên mênh mông giữa trùng khơi lộng gió. Chỉ cách bờ có 8 km thôi, nhưng mà nơi này thật sự sao mà hoang sơ quá. Dường như là tất cả những gam màu xanh đẹp nhất của tạo hóa thì mình thấy nó đều hiện hữu ở tại Hòn Câu. Màu xanh lục ngọc của những con sóng, màu xanh thẳm của đại dương hùng vĩ, rồi cả cái màu xanh lơ của bầu trời, tất cả cùng nhau vẽ nên một cái khung cảnh mà khiến những cái kẻ lãng du giống như mình cảm thấy ngẩn ngơ mãi không thôi. Đó là một buổi sáng thật là tuyệt. Mình dậy thật là sớm và sau đó thì mình đi lang thang về phía bắc của đảo. Rồi mình chọn một cái khối đá khổng lồ có cái view thật đẹp để mình leo lên trên đó và mình ngồi mình tận hưởng ánh bình minh. Mọi người có thấy phía sau lưng mình có cái lều không? Thiệt ra thì là đêm qua mình không có ngủ ở đó đâu. Mình chỉ đem lên để mình dựng rồi mình quay mình chụp hình cho nó đẹp thôi. Mình thích thì mình làm thôi, miễn là nó không hại ai là được, đúng không nào? 20 năm rồi, mình đã có 20 năm lang thang khắp các nẻo đường của Việt Nam. Vậy mà mình vẫn bỏ sót một cái khoảnh khắc, một cái cảm xúc tuyệt vời như lúc này. Với mình thì nó không chỉ là một cái vẻ đẹp đâu, mà nó còn là một sự thấu hiểu được thiên nhiên của Việt Nam mình nó kỳ diệu tới mức nào. Nếu như mà bạn có nhiều thời gian thì Quỷ nghĩ rằng bạn hãy nên ở đây 2-3 ngày. Như vậy thì bạn sẽ tận hưởng được hơn nhiều mọi cái cung bậc của không gian, của thời gian và của những thanh âm của hòn đảo. Thì có những nơi bạn bắt buộc phải ghé qua bởi vì nó quá đẹp, như bãi tiên, bãi san hô, bãi trước và nhiều những nơi khác nữa. Nhưng mà riêng mình thì mình lại thích bãi nhất, hay là còn gọi là bãi rùa, vì với mình nó là một cái nơi, là một cái sự giao thoa hoàn hảo của những con sóng, của sự bí ẩn và nó của đá nữa. Mình dành rất là nhiều thời gian để dạo chơi ở tại đây. Nhưng mà bãi nhất thì không phải là sự lựa chọn tốt nhất để bạn tắm đâu nha. Nếu bạn muốn thích tắm thì đó không phải. Nhưng nó là một nơi mà mình nghĩ rằng nó hoàn hảo để bạn chiêm nghiệm và bạn tĩnh lặng. Quỷ thì quỷ thích cái cảm giác vậy nè. Khi bạn trước muôn con sóng ầm ào, những con sóng cuồn cuộn vỗ vào bờ đá, nhưng bạn vẫn tìm thấy một sự tĩnh lặng ở trong lòng của mình ấy, thì đó mới thật sự là cái cảm giác của thiền. Đó là cách mà mình nghĩ. Chớp một cái thì trời cũng đã về chiều rồi. Những gam xanh quyến rũ lại bắt đầu nhường cho ráng vàng của hoàng hôn. Mình cũng đứng đó và mình ngắm cái khoảnh khắc mặt trời cứ lặn xuống, rồi những đám mây đó chuyển từ những cái gam màu vàng rực rỡ, rồi chuyển qua một cái gam màu xanh thẫm, rồi con thuyền nhìn nó ru tình lắm. Và khi màn đêm buông xuống thì một cái cảnh tượng mà mình thấy nó thật sự là lộng lẫy lại xuất hiện. Và trên cao kia là ngàn vạn sao đang hội tụ giữa dải ngân hà. Con người của chúng ta mà ai cũng đều có quyền lựa chọn một cuộc sống cho riêng mình. Và trong lúc này đây, mình lựa chọn ngồi ở trên tảng đá này cho hết đêm nay.